จะหยัดแก้มนะโมจิไอศกรีมก็กุ๊บดีตัวตะเกียกวันăn đồ sống không? Đồ sống cũng ăn được mà. Ăn chứ. Nếu mà mình mua về thì mình mua chi không? Sushi. Đây này mấy người mà muốn mua sống mà mua. Phải ăn mấy cái này này. Lưa phải cắt ra. Chưa thích ăn không? Muốn thích ăn con lươn không? Không ạ. $57 for this? Oh my god. 149. Trời ơi. Nhặt nó khoái uống mấy cái trà này. Đủ loại trà. Black tea milk. Nó trà sữa. Xe mình 2 tầng. $10.99. Oh my goodness. Cushion Ichiban. Chứ ăn cái này không như lấy. Cái lượng cái này chưa ăn được. Chứ đâu có ăn được sống như này. Cái này ăn được này. À, nó ăn được. Lấy một cái. Lấy một cái. Sake. Lấy một cái con. Cái nào? Cái này là cái nửa sống này. Cả, lấy một cái. Chứ ăn cái gì? Ừ. Sake mà một cái chai này mà. Đây nè. 70. Đế. Ô có thịt thì cá thì còn được. Chứ không na chứ hả ăn không? Ăn được. Yêu ăn cái nào? Ok, lấy cái. Sao không lấy cái mix tùy thứ bùi, một đủ mọi thứ hay hơn à? Mango. À.
hai người quay một cái. Sake mà cô Thu coi nó bán luôn một cái bình nè cô Thu. Cô Thu nguyên một cái bình rượu luôn nè. Vui thôi nhưng mà cái mua thì mua cái bình này nè. Chú này cũng rượu đế, nhớ đi cùng với chú Trinh. Sake uống rượu đế. Chị giàu nè. Ok. Mình thì chỉ người không có đeo khẩu trang thôi, mấy cô đeo khẩu trang. Gia đình kia cũng đeo khẩu trang. Ok. Asati Karachu. Ok. Này, con lươn. Ok.